Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì hiện tại mình đang đứng ở vườn hoa ly của mình ở dưới Mỏn Thượng, Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên. Và đây là cái vườn hoa ly này có khoảng 30.000 cây, tức là 10.000 chậu. Anh. Dạ. Vâng. Ở đây thì ở dưới vườn dưới Phú Bình này cũng giống như vườn ở trên thành phố thôi. Thì mình trồng hai loại chính. Thứ nhất là ly, tất cả đều là ly thơm nhé. Ly thơm là hồng đậm và ly thơm là đỏ. Đấy, cái loại hồng đậm của mình không phải là sóc bon nhé các bạn nhé. Các bạn là một số bạn là cứ hay nghe bị nhầm. Sóc bon là bây giờ người ta đã gần như là sắp cho nó vào dĩ vãng rồi. Đấy. Thế trên vườn của mình thì bây giờ là chỉ có các loại ly giống mới. Ly giống này thì thực ra là mình là cái người mà theo cái giống ly này đầu tiên. Đấy, thế nhưng mà đến bây giờ thì một số nhà vườn mới biết để trồng cái giống này. Tại vì sao thì bây giờ là mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn để cho các bạn được biết nhé. Như các bạn nhìn thấy đây thì mình có hai loại. Đây nhìn xa xa thì cũng thấy đúng không? Đấy, cái loại thấp hơn kia này, đấy, là cái loại ly đỏ. Đấy, đấy, cái khu đằng này là mình sẽ trồng cái ly hồng đậm. Đấy. Thì như mình giới thiệu ban đầu ấy, thì cái giống này thì màu hồng của nó thì nó rất là đặc biệt đấy. Và thứ hai nữa là có một cái đặc điểm nữa thì tất cả các cái nhà vườn cũng như những cái người đã kinh doanh cái giống hoa này của mình mỗi năm thì đều đã được biết là cái này nó số lượng nụ trên một cây là nó một trong những cái giống mà có nhiều nụ trên một cây nhất trên thị trường hiện tại. Đấy. Thì cỡ trung bình là cỡ khoảng độ từ như cái sai củ năm nay mình trồng thì sẽ có từ 6 đến 8 tai trên một cây. Đấy, 6 đến 8 tai, thậm chí có những cây 10 đến 12 là bình thường. Đấy. Thế còn cái màu hoa thì các bạn như mọi năm thì các bạn cũng đã được biết rồi đấy. Đấy. Thì những bạn nào mà có như thích xem cái màu hoa thì mình có thể mình gửi sau cho. Đấy. Thì hiện tại là đang bắt đầu, nếu mà nhìn kỹ thì các bạn cũng thấy là đang bắt đầu nhìn nhìn thấy nụ rồi đây. Đấy, nhìn thấy nụ rồi. Đấy. Và thời tiết như thế này thì là năm nay là sẽ dự kiến là cũng sẽ vào lở vào chuẩn Tết. Này. Đấy, thế sau cái loại hồng đậm này thì ưu điểm của nó thì là nó, các bạn biết là nó số lượng nụ nó rất là nhiều nên là chơi như khi mà về đặt thì nhìn nó rất là thích mắt. Đấy. Thì các bạn mua chậu 3 cây về cỡ khoảng có khoảng độ 20 bông hoa, 20 bông hoa ly trên một cái chậu. Vì vậy là một ưu điểm rất là lớn và gần như các giống khác là không có được. Đấy, thế nhưng còn đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến một cái giống hoa mới nữa. Cái giống hoa này thì nó có số lượng lụ, đây là loại hoa đỏ. Đấy, đỏ này các bạn thấy thì ngay cả cái bản thân nó ngay từ lúc bé là cái màu thân của nó là nó đã đỏ hơn các giống bình thường rồi. Đấy. Màu thân của nó rất là đỏ. Thế thì cái loại này thì có trung bình 5 lụ. Đấy, trung bình 5 lụ là không phải nghĩ luôn. Đấy. Thì lụ bông của nó thì nó rất là to. Đấy, cũng là ly thơm, bông rất là to. Đấy. Thì năm nay thì có mình chỉ trồng cái loại mà chậu 3 cây là nhiều. Ở đây thì có một số ít là trồng 5 cây. Một số ít thôi. Đấy. Một số rất ít là trồng 5 cây chứ còn lại đa phần là 3 cây. Đấy, thì có cái khu đằng này ít đây là trồng 5 cây. Đấy. Thế còn là cái khu chỗ bên này thì mình trồng đa phần là 3 cây hết. Rồi, thế thì vườn của mình là hiện tại đang thời điểm này mới là đầu tháng 11 thôi nhưng mà đã nhận được rất nhiều các cái đơn đặt hàng từ các cái bạn hàng của mình từ những năm trước ấy. Đấy. Thế thì còn nếu mà bạn nào mà có nhu cầu kinh doanh hoa ly trong năm nay thì lên liên hệ với mình sớm thì để sẽ có được những cái giá nó tốt. Đấy, bán thì chắc chắn là một điều là sẽ bán theo lượng. Khách nào mà mua số lượng lớn thì chắc là giá sẽ tốt và thậm chí là nếu mà mua số lượng nhiều thì bên mình sẽ khuyến mại vận chuyển. Đấy. Ok.